Hôm nay 12 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ đạn trong nhà máy sản xuất gạch Tuyên, may mắn không có thiệt hại về người. Trước đó vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, khi băng truyền của nhà máy sản xuất gạch đang đưa đất vào guồng xay để sản xuất, bất ngờ một quả đạn chưa xác định chủng loại phát nổ. Vụ nổ khiến nhiều máy móc hư hỏng, nứt toác, một phần mái tôn bị thổi bay. Lãnh đạo nhà máy sản xuất gạch cho biết, trước đó phía nhà máy đã cho rà phá bom mìn lượng đất sản xuất gạch, nhưng không biết từ đâu viên đạn còn sót lại. Hiện đơn vị đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ. Được biết, Quảng Trị là địa phương ô nhiễm bom mìn lớn nhất cả nước với 83% diện tích, nên bom mìn, vật nổ vẫn là mối nguy cơ lớn cho người dân. Sau vụ nổ đạn, phía Ủy ban Nhân dân thị trấn Ái Tử đã phối hợp với lực lượng công an tiến hành kiểm tra nhà máy sản xuất gạch nói trên.